Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình tiếp tục quay cho các bạn xem xe mới ra xương chờ củi điều cho mọi người nhé. Đấy, đưa thằng em mình chạy thử. Chạy thử cao trước nha các bạn nha. Biết có mạnh không? Ok rồi. Chạy đây, chạy đây. Trường đi nhẹ nhẹ thôi, chờ nhẹ thôi, không có nhiều. Đây chật nhẹ thôi nha mọi người nha. Rồi đi nó chật tay chạy thử xe mới ra trường chạy hết một xe rồi gara đầu xuân rồi. Sẽ chưa phê điều nha mọi người nhé. Hôm nay mình làm cuối, nói chung là làm cuối cắt mấy cái điều. Đấy. Xe con ong mình lên. Chấp này đá rất là nhiều, chờ cùi hơi nhiều đó. Mình quay cho các bạn xem. Đang ven cây củi điều nha mọi người nha. Đấy, đèn rất nhẹ nhàng luôn. Tới. Dê lại.
quá à.